lấy giùm em cái viết em thôi. Em bán cặp nha mọi người. Mã số là X1. Mã số X1 nha anh em. Này. Cái này vận chuyển á, đi xa có thể nó bị vàng lá nha mọi người. Vàng lá thì nó rụng lá ha. Này về mình để trong mát khoảng tuần đi rồi mình thay chậu nha mọi người. Khi mới đem về đi xa thì mình để khoảng tuần đi mình thay chậu. Rồi cái cây này thì dạng nó tầm như cỡ cây viết này thôi ha. Viết lông thôi nè. Dạng mini á. Này chiều cao nó là 25. Tàn của nó là 28. Ở bên này chiều cao nó là 17. Tàn của nó là 26. Rồi mã số X1. Giao lưu với mọi người là 600.000 em bao ship. X2. Uống cũng lâu nghe anh em, năm mấy rồi đó, năm mấy gần 2 năm rồi nó mới có tàn gì nghe anh em. Nó là 14. Tàn của nó là 22. Cây bên này là chiều cao 21. Tàn của nó là 25. Rồi X2 giao lưu cho mọi người 550.000 em bao ship. Mã số X3. Ồ cái này đẹp lắm nghe anh em, cái này nhỏ mà đẹp lắm nè. Đó. X3 nha mọi người. Cây nào cũng đế nôm nôm lên cho nghe nè. Tàn đều nè ha. Cao nó là 22. Bên này cao nó là 18. Bên này tàn nó là 24. Tàn nó là 24 luôn. Rồi mã số X3 anh giao lưu với mọi người 600.000 bao ship. Rồi hai cây này dán gỗ luôn ha. Chứ đi xa nó có bị vàng vàng lá gì nè, mình khều cho nó rụng xuống rồi mình tưới cái rễ vô ha. Rồi từ từ nó đâm chồi lại ha mọi người. Nên xem vậy xong. X4. Nè em đo chiều dài cái thân ha. 28. Tàn của nó là 24. Chiều dài của nó là 23. Tàn của nó là 26. Rồi X4 giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. X5. Là X5. Cặp này cũng... nhỏ ha, nhỏ cỡ ngón tay thôi nè. Nhưng mà nó có tàn đầy đủ hết mọi người. Cũng có đế. Chiều dài là 21. Rồi, tàn của nó là 23. Chiều dài nó 24. Quên, lộn. Chiều dài của nó là 25. Tàn nó 24. Rồi. Mã số X5. Là 500.000 bao ship. Tiếp theo là X6. Hai mấy cây này dạng mini đó nha. Chiều cao là cỡ cây tay trở lại thôi nha mọi người. Cây cỡ cây viết hoặc nhỏ hơn cây viết vậy đó nghe anh em. Này trên mini rất là đẹp. Chiều cao nó là 18. Tàn nó 24. Cao nó 18 luôn. Tàn nó là 21. Cây này nhỏ mà đế nè. X6 giao lưu cho mọi người 500.000 em bao ship. Cặp X7. Cặp này khá đẹp nha anh em. X7 nha mọi người, cây này to ha. Cây nào đế cũng khá cho nghe anh em. Nùi nùi đế. Chiều cao nó là 22. Tàn nó là 30. Bên này cao nó là 22. Tàn nó là 29. Rồi cặp X7 này giao lưu với mọi người là 550.000 bao ship. Rồi mini. Nhỏ hơn kia chút ha, này dáng hơi đổ ha. X8. Chiều dài của nó là 19. Tàn nó là 24. Chiều dài nó là 22. Tàn nó là 24 luôn. Cái này mấy cái này chậu là chậu 15 ha. Rồi mã số X8 giao lưu với mọi người 500.000 em bao ship. X9. Cặp này, cái này đẹp nè anh em. Mini mà tàn dày ha. Chiều cao nó là 18. Tàn nó là 26. Cao nó 18 luôn.
Tàn đó là 24. Rồi cặp X9 này em giao luôn cho mọi người 550.000, em 3 ship. Này em bán cặp em không có tách lẻ nha mọi người. Rồi cặp này là cặp X10. Rồi, chiều dài của nó là 22. Tàn thì 24. Đây, chiều cao của nó là 17. Tàn của nó là 26. Rồi, mã số này là mã số X10, giao lưu với mọi người là 550.000, 3 ship. X11. Đó, có con cây này đẹp ha. X11. Tàn đẹp ha. Đang có một cái sẹo ở trong cái chỗ này, có cái chẹo lũa nè. Chiều dài nó là 24. Tàn của nó là 24 luôn. Rồi chiều dài của nó là 26. Cái tàn từ đây qua tới đây là 35 luôn. Rồi X11 giao lưu cho mọi người là 550.000, 3 ship. X12. Cái này đẹp nha anh em. To nha. Này mình vô chậu đẹp nữa, nó nhìn nó mới đẹp lên. X14. Rồi, chiều dài của cái thân này là 27. Tàn của nó là 30. Chiều dài của nó là 28. Tàn của nó là 26. Chậu là tầm 15 ha. Rồi mã số X14 giao lưu với mọi người là 550.000, 3 ship. X15. Thì ăn lượng gỗ. Rồi chiều cao của thân này là 22. Tàn nó 24. Cao là 15. Tàn nó là 26. Cây này cây đẹp nè ha. X15 giao lưu với mọi người là 500.000, 3 ship. X16. À, nó có bị vàng lá gì chiều chiều nó rụng xuống rồi, nó thay lá mới cho mọi người. X16. Nó cây đây nhỏ rồi nó già cây lắm nghe nè. Chiều cao nó là 15. Tàn nó 23. Chiều cao nó là 13. Rồi X16 giao lưu cho mọi người là 500.000, 3 ship. 2 cây này nó to nè. X17. Đấy nó cũng quái nha. Cái cây này thì nó lỗ một miếng trên này một chút nè. Đây cũng vậy hả? Xíu xíu cái nhánh này nè. Đây cũng lỗ một xíu. Mà cây nó từng chậu lắm rồi. Từng chậu sống khỏe anh em ơi. Chiều cao nó là 19. Tàn nó là 28. Này là cao nó là 20. Tàn của nó là 30. Rồi mã số X17 giao lưu với mọi người 550.000, 3 ship. X18. Cặp này cũng rất là đẹp anh em ơi. Cây này có một cây nó bị hư mấy một bên da này. Đây ha. Mình đem lũa bên dưới da này ha. Là lũa luôn phải không? Kỹ rồi đấy. Nhưng mà không sao cho anh em, để bên đây bình thường không ha. Không ảnh hưởng gì cây hết nha mọi người. Đây là thường chậu sẵn luôn rồi. Em đo chiều dài ha. Tại mấy cây này nó ngã nên em đo chiều dài. Dài nó
X18 giao lưu với mọi người 500 ngàn bao ship. X19 cây này thì nó hình ấm ướt nè. X19 nha mọi người, cái này nó ngã thêm ra chiều dài không á, 25 chiều dài nữa, cái tàn của nó là 27 rồi, chiều dài đó là 25, tàn của nó là 30 rồi. Mã số này là X19, em giao luôn cho mọi người 500 ngàn bao ship. Rồi, Linh Sang 86 nha mọi người, thần chậu nha. Cây này, cặp này dễ cưng lắm nè. Cặp này cặp cuối cùng luôn nha anh em. X20 đều nhau nha. Nè đế nè. Này cao 18.